Dạ, con chào ngoại. Vậy ông ngoại bán gì ông ngoại? Dạ. Dạ, con chào nội. Rồi, nội bán gì vậy nội? Anh thấy đặt chuối. Dạ, nội bán con nhiêu đây thôi hả nội? Có nhiều à? Dạ, nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 81. 81 rồi hả nội? Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại đợi con chút xíu nha. Dạ, ngoại ông ngoại bán gì vậy ông ngoại? Bán cái gì, bán bả thì bán chuối ra bưng lại. Dạ, con chào ông ngoại. Ông ngoại ơi, ông ngoại bán gì vậy ông ngoại? Bán cái số. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 68 tuổi. 68 nha. Dạ, con chào ông nội. Ở 15.000 ký. Dạ, ông nội ơi, ông nội bán gì vậy ông nội? Khoai lang. Dạ. Nấu. Dạ. Ổi. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại chợ Bờ ớt, ở đây chắc thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ thì phải. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn, mà em còn giữ số tiền của anh ấy là 7.700.000 ở đây, để em sẽ thay mặt anh hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, bên cạnh những cái máy giảng pháp mà anh gửi đến cho em để trao đến nội ngoại bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống và thân tâm an lạc trong cái độ tuổi xế chiều. Bây giờ thì em sẽ mời anh Chí cũng như cô chú anh chị cùng đi đến chợ Bờ ớt chung với em nha. Bây giờ em tới đây thì cũng khoảng 6 giờ hơn một tí rồi. Chợ này thì nằm ở trong một cái khu này, chắc là khu dân cư mới được xây dựng nè. Cũng khá là sạch đẹp đó cô chú anh chị. Bây giờ chắc có lẽ là em sẽ đi từ bên trong để em đi ra bên ngoài. Thì đối với khu chợ này á, thì cách cầu Vàm Cống đi. Dạ, cho nó dễ nha. Cách cầu Vàm Cống chắc em nghĩ khoảng chừng 5 km. Dạ, con chào ngoại. Vậy ông ngoại bán gì ông ngoại? Bán một chục da, bán một quẩy. Dạ, ngoại bán con nhiêu đây thôi hả ngoại? Bán nhiều. Dạ, ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? 77, Tết này 78. Tết này 78 hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Trời ơi, khỏe. Chúc mừng ngoại. Bây giờ ngoại ở với ai ngoại? Ở với cái con gái. Dạ. Rồi ông ngoại, ông ngoại ở đâu rồi ngoại? Ngoại mất lâu rồi. Dạ. Rồi một ngày mà ngoại bán cái này á, ngoại trừ chi phí luôn thì ngoại còn được bao nhiêu? Cái này tôi bán giùm cho con gái. À. Cái rau cải chục cân. Dạ. Bán bữa cũng vài chục ngàn. Lợi ích dữ vậy đó hả ngoại? Dạ. Thì bữa nay gặp ngoại lại cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. Dạ, 700. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cho mấy... Cảm ơn. Chú ở được. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi thăm thêm một câu nữa nghe. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Tôi đều bên đạo Phật. Dạ, vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Thích lắm ạ. Dạ. Dạ. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại cái máy nghe kinh nha. Bán cho ngoại giảng không à. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả nha. Với tấm lòng chú quán nha. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Sống thì để mình giúp xã hội. Cảm ơn ngoại. Mình xin phép chào ngoại nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, bán hết sớm về sớm nha ngoại. Dạ. Dạ. Đúng lắm, hai chục ngàn lắm. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi cô? 78 tuổi. 68 nha. Dạ.
Cô đang bán gì vậy cô? Bán nấm rơm. Dạ. Dạ, nấm rơm này cô mua bán lại hả? Mua bán lại. Dạ, với bán chuối nha. Ra chợ tới chỗ. Dạ. Chú đông chợ tới chỗ, giờ già làm không nổi. Dạ, rồi một ngày cô trừ hết chi phí thì cô còn được bao nhiêu cô? Chắc cũng hết trơn rồi chú ơi, trả bán cũng hơi nới tay đó. Dạ. Dạ. Mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai trong gia đình không? Có cháu nội, à, lo dạ. tiếp con. Dạ. Còn bác trai được mấy mươi rồi cô? À, chết rồi, chết mười mấy năm rồi. Dạ. Ô, bữa nay gặp cô cũng là cái duyên ha. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô nha. Tôi trước hết là cảm ơn chú Chí, sau nữa cảm ơn các chú. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sẽ bớt vất vả với tâm lòng. Các chú có lòng từ thiện. Dạ, chú Chí. Dạ. Cô cho con hỏi một câu nữa ha. Cô có bên đạo Phật không? Có. Vậy thì con xin chú Chí tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật. Thôi rồi, tôi đồng ý. Cô thích không? Thích. À, dạ rồi. Tôi bán gì ban ngày á, tôi ngủ ban đêm, tôi thức sáng đêm mà. Dạ. Con thấy cô có cái đèn đó. Dạ. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho cô nghe. Rồi, cảm ơn các chú. Dạ, chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Kinh độ nó có sẵn hết trong đó rồi, cô chỉ cần mở cái máy lên là mình nghe thôi. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ, chào cô. Dạ. Đây là chợ cá. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ, mà đợi con chút xíu nha. Dạ. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cái gì, bán bản thì bán chuối đâu với bưng lại. Dạ. Dạ ngoại thì ngoại bán trứng vịt với gao lan ha ngoại. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Gần 70 rồi. Dạ. Rồi trứng vịt với rau lan này là của nhà hay là ngoại mua bán lại? Nè, cái gao là của nhà, còn trứng vịt thì mua bán lại. Dạ. Rồi một ngày mà ngoại bán á, mà ngoại trừ vốn luôn á, thì một ngày ngoại được khoảng bao nhiêu? Cũng được 70-80% cũng được. Dạ, cũng được. Dạ, vậy là nhiều rồi đó ha ngoại.
Dạ, mà ngoài lời ít như vậy thì ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Không, mà ngoài, anh trai hả? Ngoại ở với ai? À, tụi với ông Hà, còn mấy đứa kia cho riêng chân ở gần đó. Ông ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Ông cũng cỡ tuổi tôi đó. Dạ, thì bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Chí ở tại Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Trời, người ta nghiệp chú không hả? Dạ, 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 cảm ơn chú nha. Dạ, ngoại đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng ngoại bao nhiêu. Dạ, bữa nay ngoại nhận cảm ơn chú nghe chú. Được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Cảm giác thấy chú nghe chúc mừng cho chú. Chú khỏe đặng mà cho trang già đặng mà dạ. Dưỡng già. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho ngoại. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Chí không? Nhắn gửi về cảm ơn chú Chí. Cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại cho con hỏi thăm thêm một câu nữa nghe. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Đạo Phật đó. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ngoại thích không? Tôi thì tôi ít nghe. Dạ. Cũng đi hoài hà. Dạ. Dạ, cũng thích đó mà nhặt cái không cứ nghe đi hoài mạnh cũng như lặt vặt lặt vặt. Ngoại cứ nhận đi rồi sau đó tối về mình nghe. Ngoại ha. Dạ, hoặc là ngoại đưa về cho ông ngoại nghe. Ngoại ha. Ông thích lắm đó. Dạ. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ, thành ra là mình cứ nghe cho nó thư thả nha ngoại. Dạ. Chúc ngoại sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí tặng cho ngoại. Tặng cho ngoại. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ, con xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ, con chào nội. Dạ. Rồi nội bán gì vậy nội? Bán mấy nạc chuối. Dạ, nội bán con nhiêu đây thôi hả nội? Có nhiều à. Dạ, nội năm nay nội được mấy mươi rồi? 81. 81 rồi hả nội? Nội có thể nội mở nón với mở khẩu trang cho con hỏi thăm chút xíu nha. Dạ, nội tháo nón luôn đi nội. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ. Rồi chuối này là nội mua bán lại hay đồ nhà? Dạ. Dạ. Con thấy bây giờ sức khỏe của nội như thế nào nội? Yêu bệnh lắm. Bệnh viêm xoang, viêm đại tràng, nét bao tử rồi nhức mỏi rồi bệnh rung nữa. Bệnh nhiều vậy đó hả nội? Dạ. Mà bây giờ nội ở đây, quê của nội ở đâu? Quê ai Hải Phòng đó. Hải Phòng. Nội vô đây bao lâu rồi? Vô đây từ năm 80 đó, mốt. Dạ, vậy là nội vô cũng 40 mấy năm rồi. Dạ. Dạ, rồi bây giờ nội ở đây là nội ở nhà trọ hay nội ở với ai? Ở nhà, đất nhà mình. À, dạ. Rồi ông nội đâu rồi nội? Ông ấy ở nhà. Dạ, ông nội được mấy mươi rồi nội? Ông ấy, hai năm nay ông được lãnh tiền người già. Còn tôi thì lúc bây giờ làm sao mà sụp hết mấy tuổi thành ra chưa được. Dạ, rồi chuối bây giờ là nội bán bao nhiêu một nải? Bán cũng như nào. Lớn thì 10 năm, nhỏ thì ít tiền. Dạ, vậy là so ra một nải, một cái mâm chuối này nội bán là đâu có được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu, bán chừng 13, 12, 13 chứ gì. Dạ, dạ. Khi lớn thì được. Dạ, thì bữa nay gặp nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Chí ở tại Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như nội. Dạ. Nên ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn nhà tài trợ. Dạ, nội đếm giúp giùm con xem chú Chí tặng nội bao nhiêu. Đến 700 đã. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Trời ơi, cảm giác mừng dữ lắm. Dạ. Rồi cảm ơn chú, cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nội. Dạ. Nội cho con hỏi một câu nữa là nội có bên đạo Phật không? Tôi bên đạo Phật. Vậy thì con sẽ xin chú Chí tặng cho nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Nội thích không? Thích. Dạ. Dạ, đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội luôn nha. Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Chúc nội sẽ bớt vất vả nha, cho tấm lòng chú ấy. Dạ, con chào nội ngoại nha. Dạ. Nội ngoại bán hết sớm về sớm nha. Dạ. Quay bà nữa.
Cho cái chú. Cái giờ nghe giảng thôi. Đây chỗ bán đồ ăn nè cô chú anh chị. Chỗ bán cà phê. Ở đây em thấy người ta bán bún chay. Dạ, chỉ có một chỗ bán bún chay thôi. Chợ này thì em thấy người ta bán ở ngoài đề thì cũng tương đối khá là nhiều. Tại vì ở trong đây là khu dân cư cũng có xe. Thật ra là những hoàn cảnh mà bán ở trong chợ thì chắc chắn là em biết là sẽ ít có người mua hơn á. Đó là lý do vì sao mà em gửi nồng ngoại trong đó thì sẽ cao hơn. Ồ, chợ này là chợ Vĩnh Chinh nè. Sao em nhìn trên bán đồ nó đều là chợ bò, bờ ớt ta. Theo Bộ Giao thông và Du lịch Nhật Bản thì có 15% trong toàn bộ các cơ sở trọng yếu tại nước này, bao gồm trụ sở chính quyền, các địa phương, đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa, trung tâm sơ tán, bệnh viện, có hệ thống đường ống nước dẫn tới các cơ sở này đủ khả năng chống chịu được đất. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát về khả năng chống chịu được đất tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Kết quả thể thấy, trong số khoảng 25.000 cơ sở trọng yếu trên toàn quốc nằm trong khu vực có diện tích đất khảo sát hiện tại. Dạ, còn khu vực đây thì người ta bán đồ gia vị với quần áo nhỏ nhỏ thôi. Dạ, còn chỗ bà ngoại bán rau đầu tiên thì em vô ngay chỗ khúc đó rồi. Được rồi, phút ngoài đó thì em ra chỗ này là ở đâu ta? Ở đây thì cô chú anh chị chạy thẳng quẹo trái xuống là chúng ta sẽ tới, chạy vài chục cây số nữa thì chúng ta sẽ tới là thị trấn Rạch Sỏi á. Dạ. Còn quẹo phải này thì chúng ta sẽ về cầu Vàm Cống hoặc là Long Xuyên An Giang. Chợ Vĩnh Chinh, chợ Bờ ớt. À, dạ, chắc có lẽ chợ Vĩnh Chinh thì đúng hơn, em thấy xã Vĩnh Chinh. Một cái chỗ bán cháo lòng hủ tiếu nơi đắt ghê của chú chị. Dạ, con chào ông nội. Dạ, ông nội, em nội bán gì vậy ông nội? Khoai lang, dạ. Nấu. Dạ. Ổi. Năm nay ông nội được mấy mươi rồi ông nội? 68 rồi. Dạ. À, mấy cái này là ông nội mua bán lại hả? Mua lại mà. Dạ. Rồi một ngày mà bán trừ chi phí thì mình còn được bao nhiêu ông nội? 100, 120 hả? Dạ, ít vậy đó ha. Mà ông nội lời ít vậy, ông nội có lo cho ai trong gia đình không? Dạ, ông nội ở với ai? Có chứ, với bà nội. Dạ, bà nội được mấy mươi rồi ông nội? 6 mấy rồi. Dạ. Bữa nay thì gặp ông nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Chí là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ ha. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ông nội. Thành ra ngày hôm nay chú Chí có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ông nội nha. Cảm ơn, cảm ơn. Ông nội đếm giùm con xem chú Chí tặng ông nội bao nhiêu. 400. Bữa nay ông nội nhận được phần quà, ông nội cảm giác như thế nào? Mừng lắm.
Ông nội có nhắn gửi gì với chú Chí không? Ông nội phải cảm ơn chú Chí ha. Dạ. Ông nội cho con hỏi thăm một câu nữa nghe. Ông nội có bên đạo Phật không? Vậy thì con xin chú Chí tặng cho ông nội thêm một cái máy nghe giảng kinh Phật. Ông nội thích không? Thích. Dạ thích ha. Do gia đình ông nội thì ăn cái ăn chay cho ăn còn bên hết nè. Trời quá, quý quá. Dạ. Chúc ông nội sẽ bớt vất vả với tấm lòng chú Chí. Dạ. Dạ. Ông nội với sức khỏe. Lại thăm chú Chí. Cảm ơn chú Chí nhiều nha. Cảm ơn ông nội. Xin phép chào ông nội nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ cảm ơn ông nội. Dạ con xin phép chào ông nội nha. Dạ. Em ra ông nội thích cái máy niệm Phật đó hơn bằng lì xì nha. Dạ rồi, thì chợ này nó cũng nhỏ như vậy thôi cô chú. Chị. Dạ con chào ông ngoại. Dạ. Ông ngoại ơi, ông ngoại bán gì vậy ông ngoại? Bán giấy số. Dạ, năm nay ông ngoại được mấy mươi rồi ông dạ, ngoại? 68 rồi. Dạ, ông ngoại có thể mở nón cho con hỏi thăm chút xíu nha. Dạ. Bây giờ một ngày ông ngoại bán được bao nhiêu tờ? 300. Dạ, ông ngoại bán như vậy thì ông ngoại có lo cho ai trong gia đình không? Lo cho con với cháu. Dạ. Dạ. Còn bà ngoại đâu rồi ông ngoại? Ở nhà, ở nhà. Dạ, bà ngoại được mấy mươi rồi ông ngoại? 67 rồi. Dạ, bữa nay thì gặp ông ngoại là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt chú Chí là dạ. Một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Chú Chí thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi dạ. Mà mưu sinh vất vả như ông ngoại. Dạ. Nên ngày hôm nay chú Chí dạ. Có một phần lì xì nho nhỏ tặng dạ. Cho ông ngoại nha. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ. Ông ngoại đếm giùm con xem chú Chí tặng ông ngoại bao nhiêu. Dạ, 400. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Chí. Dạ, bữa nay ông ngoại nhận được phần quà, ông ngoại cảm giác dạ, như thế nào? Dạ, thấy khỏe, sung sướng. Dạ, ông ngoại cho con hỏi một câu nữa. Dạ. Ông ngoại có bên đạo Phật không? Dạ, bên đạo Phật. Vậy thì bữa nay con xin chú Chí tặng dạ. Cho ông ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ông ngoại thích không? Dạ, thích. Dạ, thích nha. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng chú Chí dạ. Dạ, cũng giúp cho ông ngoại bớt phần nào vất vả trong cuộc sống của mình nha. Dạ, dạ. Dạ cảm ơn chú Chí nhiều. Dạ. Chú ông ngoại giữ gìn sức dạ. Khỏe, dạ. Phải hết sớm về sớm nha. Dạ, dạ. Con xin phép chào ông ngoại. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Dạ thì có bao nhiêu đây thôi cô chú anh chị. Dạ. À, em sẽ tổng kết lại số tiền nha cô chú anh chị. Từ tổng số tiền là 7.700.000 của anh chị. Em còn bao nhiêu tay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4, 25, 26, 27, 28, 29. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Em còn 4.700.000. Vậy là em gửi 3.000.000 từ tấm lòng của anh Chí. Chân thành cảm ơn anh Chí rất là nhiều đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi, cũng như là em không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã từng đồng hành cùng em trong khoảng thời gian vừa qua. Chúc tất cả cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.